Con được ơn gì của Chúa, nó trước hết sau hết gì hết nha. Rồi, được ơn gì kể ra. Con được rất nhiều ơn của Chúa. Con là Du Xe Vũ Văn Thành thuộc giáo xứ Thiên Phước hạt Giang Nghĩa Đắk Nông. Và con được rất nhiều ơn vì trong khi con bị bệnh tiểu đường biến chứng, trong khi đó là khi năm con mới có 48 tuổi, là con thể xác của con là 63 kg, mà khi con bị là con đứng không được bởi vì con còn có hơn 30 kg. Thì con đi tất cả các bệnh viện thì các bác sĩ đều chê bảo con là đã bị thì tiểu đường biến chứng, đã hủy hết nội tạng, trong khi đó con lại bị nhiễm trùng đường máu đường huyết. Thì trong khi đó là cổ con nó sưng to mà con không có nói được, thì được mời cha về sức giàu cho con, thì con được ăn bánh bởi trời. Thì trong khi đó con được sống Chúa cứu sống lại. Thì trong khi mà Chúa ơi, thưa anh chị em, đây là một người đã được sức giàu, đã được ăn bánh bởi trời. Và chúng ta biết rằng là mỗi người mà lúc mình gọi là hấp hối, lúc mình gọi là linh sinh thì đó, thì chúng ta được gọi là mời cha đến và được sức giàu, rồi sinh tội rước lễ, và được rước lễ như vậy ta gọi là của ăn đàn. Chị em nghe tiếng người Bắc với bà nghe đúng không, là được rước của ăn đàn, giống như là Elia gục ngã muốn chết rồi thì được ăn bánh uống nước và đi tiếp cái con đường lên núi Horeb. Và mỗi người chúng ta, như mấy chúng ta vừa mới nói, các bạn biết là chúng ta đang ở cõi đất mà đi về quê trời, đang ở cầm lên, đang ở mà để đi về, đang ở cõi đất để đi về quê trời. Và trên đường về quê trời ấy, các bạn được ăn bánh hằng sống, được rước thánh thể, được gọi là của ăn đàn, gọi là của ăn đàn. Ngày hôm nay người ta ăn đủ thứ hết, ăn đủ thứ hết, nhưng mà có mỗi một thứ người ta không chịu ăn, đó là của ăn đàn. Người ta ăn nhậu, người ta ăn chơi, người ta ăn đủ mọi thứ, nhưng mà người ta không chịu đón rước của là chính Chúa Giêsu thánh thể. Đây, người anh em của chúng ta đã rước của ăn đàn, không phải là để mà chết, nhưng mà để đi hết chặng đường. Chúa chưa cho ngươi đi hết chặng đường, cho nên rước thánh thể không phải là để mà chết, nhưng mà rước thánh thể là để ban sức mạnh cho mình, đủ sức đi hết chặng đàn. Có thể là 5 năm nữa, có thể là 10 năm nữa, có thể là 50 năm nữa, nhưng mà phải có của ăn đàn để đủ sức mà vượt qua những sóng gió, những thử thách của cuộc sống. Tôi để tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa để đến mừng lễ. Và đây là cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa để đưa về Bắc loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Còn ông